Hello, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Cường Lãng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn hai sự lựa chọn hoàn hảo của dòng Toyota Cross. Đó là hai phiên bản Toyota Cross, phiên bản Hybrid và phiên bản V, phiên bản cao cấp nha. Thì hai mẫu xe này đều là mẫu xe 21 và xe đi rất là ít. Và nếu mà lựa chọn hai mẫu xe này sẽ giúp quý vị và các bạn sẽ tiết kiệm được đến hơn 100 triệu. Đối với phiên bản Hybrid này là xe mang biển số Hà Nội, thì em cũng xin chia sẻ thêm đối với xe biển số Hà Nội ấy, thì nếu mà quý vị các bạn là mang biển số mang hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh thì xe này sẽ không mất tiền biển số nha quý vị. Nếu mà đổi biển, quý vị sẽ được đổi ra biển số Thành phố Hồ Chí Minh và không mất biển số. Đó, và thuế trước bạ cũng chỉ 2% thôi. Còn xe này thì xe mang biển số 72 này, xe này xe chiếc xe bản V này là option cực kỳ nhiều nha quý vị. Đó, thì clip này thì em sẽ xin phép là em báo giá này, cũng như là cùng quý vị các bạn sẽ đi tìm hiểu về option của cả hai dòng xe này và sự khác biệt giữa hai phiên bản này nhé. Và đầu tiên thì em Cường sẽ chia sẻ về giá nha quý vị. Thì hiện tại cái xe phiên bản Hybrid, phiên bản xăng lai điện này á, thì đang được chào bán mức giá là 950 triệu. Đó, nếu mà so với xe mới nha quý vị, xe mới hiện tại đang được hãng ra giấy thì biển số thành phố là khoảng cái tầm 1 tỷ 090 triệu. Đó, quý vị thấy không? Thì khi lựa chọn cái dòng xe này, chúng ta sẽ tiết kiệm đến hơn 100 triệu rồi. Đối với phiên bản Hybrid. Còn phiên bản V ở đây thì hiện tại thì bên Cường đang chào bán mức giá là 839 triệu nha quý vị. Còn đối với xe mới thì nó đang rơi vào khoảng cái tầm 980. Đó, thì hai dòng xe này thôi, chúng ta lựa chọn hai xe này thực sự là không khác gì xe mới cả. Xe này thì mới chạy chỉ có đâu đó khoảng cái tầm hơn 10 ngàn một xíu, còn xe này khoảng cái tầm 9 ngàn. Hoàn toàn là option này, option được trang bị đầy đủ rồi này. Và ngoài ra nữa thì đối với cái phiên bản này thì có option của nó là cực kỳ nhiều luôn. Thì em đã có một clip quay chi tiết rồi, chút xíu nữa em cũng sẽ review lại cho quý vị về option của xe này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về phần khác nhau giữa hai cái phiên bản Hybrid và phiên bản V. Thì cái điểm khác nhau đầu tiên, nếu mà ngoại hình chúng ta có thể thấy, đối với phiên bản Hybrid thì chúng ta sẽ để ý những cái phần màu xanh này, cái phần nẹp mặt ga lăng màu xanh và cái logo cũng là màu xanh, kể cả cái phần viền đèn phía dưới đây, hay là cái phần mà nẹp trang trí dưới đây, cái màu xanh này thể hiện cái sự gọi là thân thiện với môi trường và sự tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị. Đó, còn về tổng thể cũng như option bên trong á, thì hai dòng xe là gần như là tương tự nhau, là đều có thứ nhất là màn hình DVD này và cửa sổ trời. Về mâm lốp cũng hoàn toàn giống nhau luôn. Còn cái điểm khác biệt lớn nhất đối với hai phiên bản này đó chính là phần động cơ. Đối với phiên bản Hybrid á, thì chúng ta sẽ sử dụng động cơ là 1.8 V, nhưng mà sẽ có kết hợp với động cơ xăng và động cơ điện. Và phía sau của nó sẽ có một cái bình đặt ở phía ghế phía sau nha quý vị. Thì động cơ xăng và động cơ điện của cái dòng xe Hybrid này á, nó sẽ được máy tính điều khiển giúp chúng ta tối ưu cái phần về tiêu hao nhiên liệu. Đối với xe này thực sự là nếu mà quý vị chạy trong thành phố thì nó chỉ đâu đó rơi vào khoảng cái tầm hơn 3 lít xăng một xíu thôi, cực kỳ tối ưu về nhiên liệu nha quý vị. Đó, máy tính sẽ tính toán và nó sẽ thay đổi, ví dụ như là sử dụng động cơ xăng hay động cơ điện. Và có một cái chức năng lái nữa, đó là chức năng chúng ta chuyển qua điện hoàn toàn. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ không khuyến cáo sử dụng một động cơ đó nha quý vị. Còn đối với xe này thì là động cơ xăng là 1.8V hoàn toàn. Và động cơ xăng của chiếc Toyota Cross này thì nó sẽ gần giống như chiếc Altis và rất là mạnh mẽ và vận hành cực kỳ đã luôn nha quý vị. Rồi thì bây giờ em Cường sẽ mời quý vị bạn cùng đi vào phần chi tiết từng mẫu xe này. Rồi thì hiện tại Cường đang ngồi trong khoang nội thất của chiếc Cross phiên bản Hybrid nha quý vị. Đây thì thực tế quý vị thấy là cái phần ghế ra hoàn toàn mới, xe này mới chạy chính xác là 15.281 km nha. Còn option trong xe thì đây là màu nội thất của nó là màu nâu này, là một cái màu kết hợp giữa màu nâu và màu đen với ngoại thất màu trắng, đó thì thể hiện cái xe rất là sang trọng và đẳng cấp đúng không ạ. Và option cơ bản ngắm thêm này, đây chúng ta sẽ có là camera hành trình này, phía trên chúng ta sẽ có cửa sổ trời. Nó cửa sổ trời thì phiên bản V và phiên bản Hybrid đều có luôn. Thì như lúc em đã chia sẻ thì ở đây chúng ta sẽ có thêm những chế độ lái như là chế độ EV, chế độ điện này, hoặc là chế độ cái nút Drive Mode này là sẽ là mình sẽ chuyển các chế độ như chế độ lái Eco, chế độ lái Sport này, chế độ lái kết hợp đó. Thì đây khi mình em sẽ đề máy cho chị coi thử nhé. Đối với bản xăng lai điện khi đề máy ấy, mà ví dụ như là khi mà bình yếu thì máy sẽ hệ thống máy xăng sẽ tự động đổ máy lên để lạp lại năng lượng cho cái bình ở phía sau.
Nó như hiện tại thì bây giờ cái lượng bình nó hơi thấp nên là máy xăng sẽ hoạt động để làm năng lượng cho cái bình. Đó, khi mà ví dụ như lượng điện đủ thì khi nổ máy nó sẽ im rung, chỉ có chữ ready và chúng ta sẽ về số D và nhà trên thắng là sẽ tự động xe sẽ di chuyển nhé và sẽ không phát hiện tiếng động. Đó. Còn những option ở phía ngoài đấy thì chúng ta có thể kể tới như là hệ thống Toyota Citizen thì nó sẽ gồm có một cái radar ở phía trước và một cái cảm biến ở phía trên, chúng ta sẽ giúp chúng ta thứ nhất là hỗ trợ thắng tự động này, hỗ trợ giữ làn đường này, gọi là hỗ trợ gọi là khi mà gọi là cruise control mà nó sẽ gọi là bám cho xe trước ấy, sẽ tốc độ sẽ phụ thuộc xe trước. Đó là những cái option rất là cao cấp trên hai phiên bản V và phiên bản hybrid đây. Bây giờ sẽ tắt máy này. Xe này thì gần như là xe mới 100% luôn. Và option phía sau này quý vị có thể thấy. Đây thì một cho option mà gắn thêm đó là cốp điện. Một option rất là cao cấp, chúng ta có thể là tiện lợi khi sử dụng. Đó đây quý vị thấy phần keo chỉ phía trong này. Xe này là bên em cam kết nguyên zin là 100% nha. Đây cái phần ốc kết nối giữa phần cốp và phần thân xe này, nguyên zin chưa hề có tháo này. Keo chỉ sùng chỉ còn nguyên zin 100%. Đây em sẽ mở thêm quay thêm phần bánh sơ cua phía dưới này. Đây bánh sơ cua cũng chưa chạm đất nha quý vị. Đầy đủ đồ nghề, chìa khóa hai chìa khóa. Đó, cốp điện. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem vào cái phần hàng ghế thứ hai. Tôi thấy nó hoàn toàn như là một mẫu xe mới đúng không ạ? Sạch bong sáng bóng và xe giờ ghế rất là căng, rất là đẹp. Thực sự là đối với xe này chúng ta tiết kiệm được hơn 100 triệu thì option đã nhiều hơn này, rồi giá rẻ hơn này, thì đây là một lựa chọn rất là hoàn hảo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng qua đối với phiên bản V. Rồi thì đối với phiên bản V này, người chủ nhân người ta đã gắn option rất là nhiều, lên tới gần 100 triệu nha quý vị. Rồi em sẽ có thể kể sơ bộ này như là cách âm này, phủ gầm ceramic này, cái này cũng có cốp điện luôn nha. Cả hai xe đều có cốp điện, option cực kỳ nhiều. Xe này mang biển số Vũng Tàu và xe này chạy mạnh hơn 9.000 thôi. Bánh sơ cua cũng chưa hề đớt bánh luôn. Đây. Xe này thật sự còn mùi thơm phức luôn, kể cả còn cả cái tem từ chữ Thái và chữ tiếng Anh này từ nhà máy về luôn. Xe này khả năng thì khách hàng người ta đã bảo dưỡng rồi, bảo dưỡng 5.000 và 10.000 rồi. Rồi thì chúng ta sẽ cùng là lên xem khoang nội thất của cái xe này đi. Đó thì bên kia chúng ta thấy một xe một nội thất là màu nâu rồi, thì đây là một xe nội thất màu đỏ này. Đó, à màu xin lỗi các bạn, màu đen nhìn cảm giác rất là huyền bí, sang trọng. Và phía dưới chúng ta có thấy là bộ trải sàn 5D này cũng rất là xịn sò này. Bộ cũng khá là mắc tiền nha quý vị. Và ngoài ra nữa thì đối với xe này thì người chủ nhân người ta đã trang bị thêm một cái option cũng rất là tiên tiến và hiện đại, đó là sạc không dây. Đó, mình bỏ điện thoại smartphone lên chúng ta có thể sạc được rồi. Và phía trên đây là sẽ có thêm một cái gọi là camera hành trình trước sau nha quý vị. Đây, camera hành trình phía đây. Xe này thì lúc em cũng đã báo giá rồi thì em nhắc lại một lần nữa, thì xe này hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 839 triệu nha quý vị. Một mức giá cũng rất là hời, tiết kiệm được khá đáng kể cho khi mà quý vị lựa chọn một xe này. Thì bây giờ em Cường sẽ mở hai lắp capo của hai mẫu xe này để quý vị các bạn có thể là so sánh cũng như là xem qua về khoang động cơ của hai mẫu xe này nhé. Đây là khối động cơ 1.8 lít của xe phiên bản V này và đang nổ máy luôn nha. Em có thể để cái mic gần đây quý vị có thể nghe. Rất là êm ái đúng không ạ? Đó. Thì cũng quý vị có thể xem qua luôn cái phần keo chỉ cũng như sùng chỉ, bởi vì xe này thực sự nó hoàn toàn là như mới luôn, sơn zin nha quý vị.
Còn keo chỉ là đây, những phần keo chỉ là còn nguyên zin này, hay là phần ốc lóc cabo chưa hề tháo nha quý vị. Xe zin 100%. Rồi chúng ta sẽ cùng xem qua cái khối động cơ của xe chiếc Cross Hybrid. Đây như quý vị thấy này, thì động cơ của chiếc xe này nó sẽ chia ra làm hai phần. Đây là cái phần động cơ xăng này, còn bên đây là cái phần mà là motor điện. Hai cái này sẽ được máy tính sẽ tính toán và nó sẽ chuyển tải động năng tới bánh, gọi là sẽ tùy thuộc vào gọi là cái mức độ sử dụng. Đối với cái xe hybrid thì nhìn không gian nó sẽ hơi thoáng hơn so với cái phiên bản máy xăng, nhưng mà về vận hành cũng như là công suất cũng như là mô men xoắn cũng gần như là tương tự nhau, không có chênh lệch nhau quá nhiều. Về keo chỉ thì đương nhiên rồi, tất cả những cái xe bên em thì đều là cam kết là không đâm đụng, không ngập nước nha quý vị, bao test hãng. Rồi ngoài ra thì bên em vẫn đang có một sự lựa chọn khác, nếu mà quý vị bạn không thích màu trắng ở đây thì bên em đang có một chiếc Toyota Cross phiên bản hybrid luôn là màu đen. Rồi thì mời quý bạn cùng theo bên em xuống ngắm qua em nó một xíu. Xe 2020 nha quý vị, khoảng 935 triệu. Xe biển số thành phố hybrid màu đen, nội thất nâu. Đó, thêm một option cho quý vị có thể lựa chọn. Giá cũng rất là mềm, nếu quý bạn quan tâm đến những màu dòng xe Cross thì hãy liên hệ em Cường qua số điện thoại là 0979 393635, 0937875577. Em Cường sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là đưa quý vị xem xe trực tiếp, đánh giá xe. Nếu quý vị quan check hãng thì bên em có thể bao check hãng toàn quốc cho quý vị nhé. Rồi thì cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.